Chào tất cả anh em quay trở lại với cái Tây Bắc Food của chúng tôi. Đây, hôm nay tôi đi rừng gặp cái quả này rất là nhiều này. Mùa này chín rất là nhiều luôn. Không biết là tiếng phổ thông thì gọi là quả gì đây. Đây, rất là đỏ, rất là đẹp. Đây, ăn được nha anh em nhé. Đây, tôi ăn. Đây, hạt bên trong của nó đây, hơi to. Quả này có vị ngọt, một chút chát. Ăn cũng gọi là ăn chơi thì chắc cũng được. Rất là đẹp luôn. Đây, để tôi để mà chụp cho anh em xem. Đẹp luôn. Đấy. Hoa nó giống cây của quả nó giống cây của hoa nhân sâm này. Mọc rất là nhiều ở khu rừng này. Rất là dưới tán cây to. Đây. Kìa, trong bụi kia không có kìa. Đấy. Rất đẹp. Cái này chắc nếu mà về làm bonsai, trồng làm cây cảnh khá đẹp đấy em ạ. Rất nhiều luôn. Cái này nó chín nó không để được lâu, tầm phải 1 2 tuần thì nó mới bắt đầu héo quả này. Ở đấy mà có chuột là khả năng là bị vặt ăn hết rồi. Đây, lá của nó đây. Nhìn rất là kiểu cổ kính. Chấm đốm các kiểu. Đây. Đây, có khi đem về uốn làm bonsai đẹp thật đấy anh em nhỉ. Rất dễ uốn luôn. Bạt ngàn luôn. Đây, dưới chân tôi cũng rất là nhiều. Có cây quả chín đỏ quả chưa? Đây, bạt ngàn luôn cả cái khu này này. Toàn quả là quả. Quay cận cảnh anh em xem. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đây, cận cảnh thôi. Bóng đẹp. Tôi không phải người biết chơi bonsai các kiểu nên là không biết là có tạo hình được cây này không. Rất là đẹp luôn. Chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhé.